Trong lịch sử Trung Hoa, nhà Tống được coi là triều đại phồn vinh về kinh tế, văn hóa, giáo dục và sáng tạo. Thậm chí nhiều sử học phương Tây và Nhật Bản đều cho rằng giai đoạn cai trị của nhà Tống là thời kỳ vàng son hiếm có trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng ngược lại, trên phương diện quân sự và quản lý, không thể phủ nhận được một sự thật rằng nhà Tống cũng là một trong những triều đại yếu kém nhất, đồng thời có số lượng gian thần đông đảo nhất, có thể nói là lò đào tạo gian thần trong lịch sử. Triều đại nào cũng từng ghi xét sự xuất hiện của không ít gian thần, nhưng vẫn không có vương triều này vượt mặt được nhà Tống về số lượng gian thần đông đảo. Suốt quãng thời gian hơn một thế kỷ kể từ khi Tống Huy Tông lên ngôi cho đến lúc Nam Tống diệt vong, triều đại này đã có tới mười mấy tên gian thần khét tiếng. Đầu tiên phải kể đến kẻ được mệnh danh là đệ nhất gian thần trong lịch sử, Tần Cối. Tần Cối sợ sệt quân Kim, hãm hại và vu cáo Trung Lương Nhạc Phi, lại cắt đứt cơ hội khôi phục Giang Sơn, nên bị Bách Tính cho là quân bán nước, bị đúc tượng quỳ gối trước miếu Nhạc Phi để người đời phỉ nhổ. Tại miếu Nhạc Phi ở Chiết Giang, tượng Tần Cối đã liên tục bị người đời làm hư hại, phải đúc tới 13 lần. Bên cạnh đó, Tống Triều có xuất hiện hàng loạt những quan lại mà thanh danh chẳng mấy tốt đẹp, được mệnh danh là Bắc Tống Lục Gian, gồm có Thái Kinh, Vương Phủ, Đồng Quán, Lương Sư Thành, Chu Miễn và Lý Ngạn. Những viên quan này đều là đại thần nắm giữ vai trò cốt cán trong triều đình dưới thời của Tống Huy Tông. Thế nhưng, bè lũ của những kẻ này đã phạm phải nhiều tội danh nghiêm trọng, trong đó có tham ô, làm trái pháp luật, hại nước hại dân. Thậm chí 6 đại gian thần trên còn trở thành đầu sỏ đưa tới cuộc khởi nghĩa Phương Lạp ở Giang Nam. Khởi nghĩa Phương Lạp tuy bất thành nhưng đã giáng một đòn nặng nề vào sự thống trị của triều đại nhà Tống hủ bại và trở thành niềm cảm hứng lớn cho các phong trào khởi nghĩa nông dân mạnh mẽ sau đó. Đây chính là cuộc giấy binh của Tống Giang có thật ở trong lịch sử, cùng những tráng sĩ ở Hà Bắc, sau lan rộng ra Thanh Châu, Tề Châu cùng Bộc Châu và cuộc khởi nghĩa của những người dân ở Lương Sơn Bạc, Sơn Đông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nước Kim có cơ hội xâm phạm Trung Nguyên. Bên cạnh đó, nhìn lại những trang sử của Tống Triều, không khó để nhận thấy bên cạnh mỗi vị quân vương thuộc thời đại này đều có ít nhất một hoặc hai kẻ gian thần, nịnh thần làm phụ tá. Ngay cả những nhân vật ví dụ như là Tể tướng Hà Chấp Trung, Hàn Thác Phụ, mặc dù từng lập được chút công lao, nhưng sau cũng sa ngã vào con đường làm gian thần. Đất nước lâm vào tình cảnh thù trong giặc ngoài, quốc sách mắc nhiều sai lầm từ khi mới thành lập, lại thêm gian thần lũng đoạn triều đình, hoàng đế vô năng. Tất cả những nguyên nhân này đã khiến triều đại nhà Tống từ đỉnh cao phồn thịnh từng bước trượt dài trên đà suy vong. Vậy đâu là lý do khiến triều đại nhà Tống trở thành lò đào tạo của những gian thần? Lý do khiến triều đại nhà Tống trở thành lò đào tạo gian thần, thậm chí còn sản xuất ra những gian thần khét tiếng, bắt nguồn từ các yếu tố dưới đây. Nguyên nhân thứ nhất, quốc sách sai lầm ngay từ khi thành lập. Năm xưa, Tống Thái Tổ Triệu Khung Giận từng vận dụng tuyệt chiêu dùng rượu tước binh quyền. Cũng bắt đầu từ vị hoàng đế khai quốc này, triều đại nhà Tống đã hình thành quan niệm trọng văn khinh võ ngay từ những ngày đầu mới thành lập. Điều này nhằm hướng đến mục đích củng cố hoàng quyền, tập trung quyền lực vào tay nhà vua để tránh võ tướng cướp đoạt quyền lợi. Thế nhưng, việc coi trọng quan văn, coi nhẹ quan võ đã vô tình trở thành bàn đạp, khiến không ít văn thần trong triều cậy thế, thậm chí là áp chế võ tướng. Việc mất cân bằng trong nội bộ triều đình sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề khác nhau, như là nhũng quan, nhũng binh và nhũng phí. Tình trạng này sẽ gây ra không ít lỗ hổng trong các thể chế chính trị, tạo điều kiện cho gian thần che mắt thiên tử để lộng hành. Nguyên nhân thứ hai, hoàng đế thiếu tư duy về chính trị và đánh mất quyền hành. Vào thời kỳ Hán Đường thịnh thế, những bậc quân chủ như là Hán Cao Tổ, Hán Văn Đế, Hán Cảnh Đế, Hán Vũ Đế hay là Đường Thái Tông đều coi là anh hùng, đại tài. Dưới sự cai trị của những nhân vật này, gian thần gần như không có cửa sống. Nhưng từ thời Tống Huy Tông trở đi, số minh quân đếm được của triều đại nhà Tống thậm chí vô cùng hiếm hoi. Ngay tới bản thân Huy Tông cũng là một người giỏi văn thơ, hào hoa phong nhã, nhưng trên phương diện trị quốc lại không mấy tài cán. Quân chủ không sang suốt, quần thần ắt có kẻ gian. Đây chính là đạo lý thiên cổ. Dưới sự cai trị của những hoàng đế thiếu năng lực chính trị, gian thần nổi lên như nấm mọc sau mưa cũng là điều không khó hiểu. Nguyên nhân thứ ba, nhà Tống chỉ đầu tư vào kinh tế và coi nhẹ cải cách chính trị. Vào thời nhà Tống, kinh tế phát triển với tốc độ chóng mặt, nhưng mà trên thực tế, sự phát triển về mặt kinh tế lại không mang lại lợi ích thiết thực cho Bách Tính, thậm chí dân chúng còn chẳng được chia sẻ một chút thành quả nào. Tầng lớp được hưởng thụ nhiều nhất chính là cường hào thổ địa, mà đại diện của bè lũ áp bức bóc lột này chính là gian thần ở trong triều.
quan lại cũng nhờ vậy mà trở thành giai cấp giàu có trong xã hội. Tống triều chăm chăm đầu tư vào kinh tế mà thiếu đi cải cách chính trị. Hết thảy các chế độ chính trị của triều đại này chỉ bảo vệ lợi ích của một nhóm nhỏ trong xã hội. Điều này đã dẫn đến tình trạng ác bá hoành hành và nông dân phá sản. Mất đi ruộng đất, giai cấp này chỉ còn con đường trở thành người làm công. Chênh lệch giàu nghèo giữa các giai tầng cũng ngày càng lớn, từ đó dẫn đến nhiều mâu thuẫn trong xã hội lúc bấy giờ. Nguyên nhân thứ tư đó là việc trao cho quan văn quá nhiều quyền lực. Khi mâu thuẫn đã căng thẳng đến mức không thể hòa giải được, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân đã nổ ra. Vấn đề giải quyết nội loạn lẽ ra được giao vào tay các võ tướng, nhưng triều đại nhà Tống lại trọng văn khinh võ, nên quyền hành tất thảy đều nằm trong tay các quan văn. Trong lịch sử của triều đại này, có không ít vị tể tướng từng được bổ nhiệm chức vụ cai quản su mật sứ, tương đương với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày nay. Việc tập trung quyền lực vào tay một người hoặc một nhóm người sẽ là yếu tố hình thành các gian thần. Bởi vì khi đã nắm trong tay quyền hành, muốn vừa giữ được lợi ích của bản thân, lại vừa một tay che trời, những viên quan này ắt sẽ phải vận dụng hết tâm cơ, gian thần cũng từ đó mà hình thành. Nguyên nhân thứ năm đó là những thiếu sót trên phương diện ngoại giao. Về chính sách đối ngoại, hai triều Bắc Tống và Nam Tống đều chọn cách giấu mình làm quốc sách cơ bản. Trước hoàn cảnh các thế lực bên ngoài lăm le xâm chiếm, triều đình nhà Tống thường chọn giải pháp nghị hòa, tức là thông qua hình thức hòa giải để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Tuy nhiên, phương án nghị hòa của vương triều này lại được tiến hành bằng cách đổi quyền lợi của quốc gia, liên tục dâng cho kẻ địch tiền tài để đổi lấy một giai đoạn hòa bình. Vương triều cường đại về kinh tế ấy cũng vì sợ hãi uy hiếp của triều đại nhà Liêu nên hàng năm đều cống nạp rất nhiều bạc và ngựa. Sau này, nhà Nam Tống tiếp tục đi vào vết xe đổ, liên tiếp nghị hòa cùng quân Kim, thậm chí không chỉ dâng lên tài vật mà còn cắt xén lãnh thổ, cuối cùng lâm vào cảnh mất nước. Điều đáng nói là nhân vật chủ trì cho phương án ngoại giao của nhà Tống hầu hết đều là các tể tướng, trong đó có rất nhiều gian thần đã bán đứng lợi ích của quốc gia, dân tộc để đảm bảo quyền lợi và vị trí của mình. Minh chứng rõ ràng nhất tất nhiên lại chính là Tần Cối, Hán Gian đã bán đứng Nam Tống cho quân Kim. Và nguyên nhân thứ 6, tư tưởng văn hóa đã làm mai một tinh thần thượng võ của nhà Tống. Nhiều người cho rằng nhà Tống là triều đại đỉnh cao về lịch sử văn hóa. Thế nhưng những thành tựu trên phương diện văn hóa của triều đại này cần phải được đánh giá lại từ hai phía. Xét về văn học, nghệ thuật và khoa học kỹ thuật, vương triều này quả thực đã thu hút được nhiều thành tựu huy hoàng. Tuy nhiên, văn hóa chủ lưu của nhà Tống thật ra là văn hóa hưởng lạc và văn hóa giết thời gian. Người thống trị của triều đại nhà Tống vì bảo vệ đại cục, an toàn cho quyền lực của mình nên đã đề ra quan điểm trọng văn khinh võ. Điều này cũng tạo ra ảnh hưởng văn hóa xã hội, đánh mất tinh thần thượng võ được đề cao từ thời Hán Đường. Chính những nguyên nhân kể trên đã biến triều đại nhà Tống trở thành vương triều đào tạo ra số lượng gian thần đông đảo nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Còn bạn, ý kiến của bạn thì sao? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần comment. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.